xin cảm ơn bạn. Mời bạn. À, lúc này nãy nó quay cây kìa, hai cây á. Chị lên được chưa nhẹ. Chị thấy hết chưa? Anh về. Lúc mà đèn cảm là lúc như vậy mà. Bây giờ có rất nhiều bạn hỏi tại sao có trò chơi tìm ra những bài hát có từ bố, ba, cha, thầy, mẹ. Nhắc ra đi, tao đi. Bên thả là đứng thì ra, khách này đổ vào dạ. Đi ra đây, bên bé lui ra. À, Hương ẩm bị cu lại gần luôn con bé luôn. À. Cái mũ nó ra. Trời cũng được, để mũ cũng được, nắng. Thôi thôi. Còn nữa con bé còn dây không? Khi nào hết dây nói nghe. Cầm dây là gì? Cầm dây là hết dây nói. Chật bé đứng thả má gì vậy? Cần đó nữa. Lát nữa là bên bé Hà là phải hát đó nha, hát rồi hát mình múa rồi. Múa rồi quay phim mà chiếu TV rồi coi chứ. Nha. Con đi học dưới hát bài gì con hát lên. À đậu ra rồi. Hay quá, bài nữa, bài khác. Bài nữa. Đi rồi cho đứng im nhé. Dạ mọi người, bài gì múa, bài gì bài khác. Còn đồ gì không? Múa hả? Bài gì múa ai? Múa mà. Múa để múa lên. Múa lên. Múa này bài múa. Cười lên. À, nó phê gì nó chạy xuống đi. Dạ. Dạ.
Các bạn nào phát hiện ra những bài có chương chú cào cào hay đều vừa nữa không ạ? Vâng, xin mời lại. Tất cả đã đánh
đàng hoàng. Đúng rồi, hát là gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.